Thưa các bạn, mình đang có rất là nhiều những chiếc điện thoại của Realme ở đây này. Đó, nếu các bạn cần mua những chiếc điện thoại nào với mức giá dưới 5 triệu mà có hình khỏe ấy, có RAM 8GB, có màn hình 120Hz, có pin 5000, có sạc nhanh ấy, thì các bạn có thể chọn chiếc Realme Q5 này. Hoặc bạn nào muốn mua gaming phone giá rẻ nhá, ví dụ nhá, như Q5 Pro. Q5 Pro này là gaming phone nhá, khi mà bên mình chạy lên ROM quốc tế nó sẽ trở thành Realme GT Neo 3T nhá, nó là gaming phone có chế độ GT chơi game này. Hoặc là Neo 2T bản 12256, ở đây cũng là chuyên chơi game, với giá của chiếc máy này hiện tại bây giờ chỉ có 6.850.000 nhá. Đó là 12 GB và 256 GB bộ ở trong nhá. Còn nếu bạn nào muốn cao cấp hơn một chút với Snap 870 ấy, thì các bạn có thể lựa chọn GT Neo 2 này, RAM 8 bộ trong 256 thì mình bán chỉ loanh quanh 7 triệu thôi. Hoặc là cao cấp hơn một chút xíu nhưng mà vẫn dưới 10 triệu nhá, ở của Gaming Phone ấy thì sẽ có Neo 3, mức giá hơn 8 triệu đối với bản 8128 sạc 80W. Sạc này thì tầm khoảng 3 4 phút là đầy. Còn nếu mà các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn phải lựa chọn là Neo 3 bản 150W 8256 thì mình chỉ bán hơn 9 triệu nhá. 150W là bạn sạc chỉ tầm 15 phút là đầy pin thôi. Đó. Tất cả các dòng Realme hiện tại mình đang rất là sẵn hàng bên mình. Đây là những sản phẩm nhập chính ngạch và được bảo hành tại Realme trong vòng 12 tháng, là cả nguồn và hình luôn. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn một trong 30 ngày nếu trường hợp máy này bị lỗi. Các bạn nào online thì mình sẽ hỗ trợ lên đến 60 ngày để cho các bạn yên tâm. Và mình đang rất là sẵn hàng nhá. Q5i bản 128 GB, RAM 4GB là rẻ nhất với mức giá chỉ hơn 3 triệu thôi. Q5 thường bản RAM 8GB bộ trong 128 với mức giá chỉ có hơn 4 triệu thôi. Hay là Q3S RAM 8 và 128 màn hình 144Hz với mức giá chỉ hơn 5 triệu. Đó, còn những cái sản phẩm này mình vừa giới thiệu rồi đúng không? Hơn 6 triệu này, tầm 7 triệu này và hơn 8 triệu, hơn 9 triệu. Ok nhá, cần mua Realme thì qua bên mình 170 lấy chay mà em mời điện thoại siêu rẻ nhá.